Triều Tiên sợ nhạc Hàn Quốc, sợ nhạc K-pop là có thật. Bạn không nghe nhầm chuyện này đâu. Tại sao ở Triều Tiên lại sợ nhạc của Hàn Quốc như vậy? Thậm chí còn từng cấm nhạc Hàn Quốc, nghe nhạc Hàn Quốc thậm chí còn phải đi tù nữa cơ. Và nhạc Hàn Quốc từng là một nguyên nhân để có thể dẫn đến chiến tranh. Rồi ở Triều Tiên người ta nghe nhạc gì? Đó sẽ là chủ đề của câu chuyện ngày hôm nay. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh History với những câu chuyện về lịch sử. Phải nói rằng trong những năm qua thì Hàn Quốc đã xây dựng một nền văn hóa có sức ảnh hưởng hết sức mạnh mẽ. Những sản phẩm âm nhạc và phim ảnh của nước này thu hút số lượng đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới, trong đó có ở Việt Nam chúng ta nữa. Nhưng có một nơi đang cố gắng ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc tràn qua biên giới. Không đâu xa, đó chính là người hàng xóm anh em, Triều Tiên. Trong mấy chục năm qua, Triều Tiên gần như đã đóng cửa hoàn toàn với thế giới và kiểm soát chặt chẽ mọi thông tin ra vào của đất nước này. Những tài liệu của nước ngoài như là phim ảnh và sách báo đều bị cấm, và những ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Tuy nhiên, những biện pháp hạn chế gần đây có vẻ đã lỏng hơn khi quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc mở rộng, xu hướng cởi mở hơn giúp một số sản phẩm văn hóa của Hàn Quốc qua đường Trung Quốc và thâm nhập vào Triều Tiên. Đúng là sự du nhập của K-pop đang dần trở thành một xu thế khi mà tỷ lệ người sở hữu điện thoại tại Triều Tiên đang gia tăng. Những người Triều Tiên đào tẩu đang sống tại Hàn Quốc đã quá hiểu sức ảnh hưởng của tin tức và văn hóa nước ngoài đối với đời sống tại xã hội quê nhà. Thế nên những dự án do họ góp phần như là ổ đĩa tự do đã được tạo ra để tuôn những USB chứa các bộ phim Hollywood, chương trình truyền hình Mỹ, cũng như những bộ phim hay là video ca nhạc Hàn Quốc và Triều Tiên. Tuy nhiên, những đơn vị kinh doanh tư nhân đang ngày càng phát triển mới là động lực tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ nhất. Với các video được những thương nhân mua lại từ Trung Quốc đưa vào Triều Tiên, sự lôi cuốn của K-pop không chỉ nằm ở ca từ hay giai điệu các bản nhạc, mà còn được thể hiện qua phong cách thời trang, kiểu tóc của những nghệ sĩ biểu diễn. Và càng xem, càng nghe, người dân Triều Tiên lại nảy sinh nhiều câu hỏi hơn, nhiều suy nghĩ khác lạ hơn khi thấy một nửa dân tộc của mình thật sinh động và hấp dẫn. Đó là chưa nói đến một nửa đất nước bên kia sao lại thật tự do và phồn vinh. Nhưng chuyện nghe nhạc Hàn Quốc tại Triều Tiên thì không hề đơn giản. Theo báo Hàn Quốc, đối với một công dân Triều Tiên, việc sở hữu bất kỳ tài liệu nào liên quan đến nước ngoài đều bị coi là hành động thúc đẩy chủ nghĩa tư bản, và đây là điều cấm kỵ tại đất nước khép kín này. Những người vi phạm với những tài liệu này sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng. Họ có thể bị bắt, đưa đến trung tâm giam giữ và tiếp tục điều tra. Sau khi có kết luận, cơ quan điều tra sẽ dựa vào luật pháp để đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo đó, việc xem, nghe hoặc sao chép, lưu trữ hình ảnh, bài hát, phim, chương trình truyền hình nước ngoài bị phạt nhiều nhất là 1 năm cải tạo. Nếu mà tái phạm thì công dân sẽ bị phạt 5 năm cải tạo hoặc thậm chí là từ 5 đến 10 năm. Không chỉ thế, theo báo Chosun của Hàn Quốc, Triều Tiên đang tiến hành kiểm soát việc phụ nữ mặc váy ngắn cũng như cấm người dân nước này học theo các động tác nhảy múa của các nhóm nhạc Hàn Quốc. Cuộc chiến chống ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản do làn sóng Hàn Quốc mang lại vẫn đang diễn ra tại Triều Tiên, bất chấp bầu không khí hòa dịu trong những năm gần đây và sự cởi mở của ông Kim Jong-un. Triều Tiên cũng vẫn đặt ra những quy định về một loạt hành vi bị coi là chống phá, gồm có chỉ trích chính quyền, sở hữu điện thoại di động bất hợp pháp, xem phim Hàn Quốc, nghe nhạc Hàn Quốc hay nhảy khiêu gợi. Nhảy khiêu gợi ở đây là những điệu nhảy sao chép từ các động tác của các nhóm nhạc thần tượng K-pop Hàn Quốc. Và những điệu nhảy này vẫn đang phổ biến tại Bình Nhưỡng. Nhiều thanh niên còn trả tiền để học nhảy. Không chỉ nghe K-pop hay là xem phim Hàn Quốc, gần đây, tiếng lóng của giới trẻ Hàn Quốc cũng bắt đầu thâm nhập vào các cuộc trò chuyện hàng ngày, khi mà những người trẻ Triều Tiên thích gọi bạn trai của mình là Oppa, một cách gọi phổ biến trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, chứ không phải gọi là đồng chí như trước đây nữa. Và thực tế, đã có những nhóm nhạc Hàn Quốc biểu diễn tại Triều Tiên. Năm 2018, lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, phái đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc 160 người có chuyến biểu diễn kéo dài 4 ngày tại Triều Tiên. Phía Seoul cho biết, Triều Tiên đã mời đoàn nghệ thuật của họ sang biểu diễn để tiếp tục duy trì động lực cho tinh thần hòa bình hữu nghị. Trước đó rất lâu, năm 1985, các nhạc sĩ Hàn Quốc từng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đầu tiên của họ tại Bình Nhưỡng trong khuôn khổ những buổi giao lưu văn hóa. Hiểu được điều này, Hàn Quốc tìm cách để phát nhạc của mình. Loa phóng thanh thì đang dần vắng bóng trong cuộc sống hiện đại, nhưng có một nơi thiết bị này được ưu tiên sử dụng, thậm chí một ngày nhiều lần để phục vụ mục đích tuyên truyền hơn của loa phường tại Việt Nam. Đó là tại Hàn Quốc, nhưng không phải là ở trong thành phố hay khu dân cư nào đó, mà là ở biên giới nước này với Triều Tiên.
và cách thức hoạt động của dàn loa công suất lớn này cũng khá lạ. Dọc theo biên giới giáp Triều Tiên, hệ thống đài phát thanh của Hàn Quốc phát về mọi thông tin như cuộc sống, dự báo thời tiết, âm nhạc và đương nhiên âm lượng sẽ là rất lớn. Chương trình phát thanh này có thể được nghe thấy từ khoảng cách 24 cây số vào ban đêm và 10 cây số vào ban ngày. Chương trình này được phát từ hơn 10 địa điểm dọc theo biên giới, là một sự kết hợp của các nội dung nói trên và tất nhiên kèm cả âm nhạc. Nó dường như có mục đích kêu gọi người dân Triều Tiên hãy ngừng mơ mộng vào chế độ của ông Kim Jong-un. Chương trình âm nhạc thì đương nhiên rồi, K-pop và những cuộc thảo luận sôi nổi về cuộc sống tại Hàn Quốc giàu có và tự do đi kèm với những thông điệp ấy. Triều Tiên đã lên án các chương trình phát sóng này, đe dọa hủy diệt loa phóng thanh và cảnh cáo Hàn Quốc hãy coi chừng nếu như không muốn phải nhận những bài học thích đáng. Vậy ở Triều Tiên người ta nghe nhạc gì? Cách đây 10 năm thì có một ví dụ rất cụ thể. Báo chí phương Tây khi đó đã đăng tải nhiều bài viết về một cậu thanh niên người Anh tên là Alexandro Ford. Sau khi kết thúc những năm tháng học trung học và chuẩn bị vào đại học, giới trẻ phương Tây thường sẽ dành ra một năm để đi làm tình nguyện. Đây được coi là năm học thứ 13, để những người trẻ có cơ hội va chạm với cuộc sống và hiểu thêm về chính mình, giúp họ định hướng tương lai bằng trải nghiệm thực tế. Thay vì đi đến nước nọ nước kia, thì Alexander Ford đã quyết định dành năm học thứ 13 này để tới với Triều Tiên. Cậu thanh niên 18 tuổi đăng ký khóa học ngắn hạn kéo dài gần nửa năm tại trường đại học Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng. Anh trở thành thanh niên phương Tây hiếm hoi được nhận vào học ở ngôi trường này. Khi sang Triều Tiên thì Ford đã cài sẵn trong máy nghe nhạc những bản rap. Cậu đã chia sẻ những nhạc phẩm này với các bạn học ở Triều Tiên. Ngay lập tức, các bạn Triều Tiên đã hỏi Ford: tại sao ca sĩ này cứ rap mãi về bản thân, về tình dục, về chất cấm vậy? Anh ta nên rap về gia đình, về quê hương, về đất nước chứ. Đó là một ví dụ rất điển hình cho phong cách âm nhạc ở Triều Tiên. Thời cố chủ tịch Kim Il-sung thì chỉ có nhạc cách mạng. Đến giai đoạn của ông Kim Jong-il và ông Kim Jong-un, nhiều thể loại mới mới được khuyến khích. Triều Tiên cũng đặc biệt chú trọng phát triển âm nhạc, nhưng là âm nhạc theo kiểu nghệ thuật hàn lâm. Họ nổi tiếng với những dàn giao hưởng hợp xướng khổng lồ. Truyền thống này vẫn được duy trì cho đến tận ngày nay. Trẻ em Triều Tiên được học cách ca những khúc ca ngợi ca quê hương đất nước từ khi còn nhỏ. Theo báo chí phương Tây, chủ tịch Kim Jong-un là một người khác. Ông là người có gu nghe nhạc hiện đại. Một người bạn của ông tiết lộ ông là fan của ban nhạc Modern Talking, rất nổi tiếng với đám cưới tại Việt Nam ngày xưa. Vì thế, ngay từ khi lên nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã có nhiều cải cách. Ông lập tức thành lập một ban nhạc có tên là Maranbong, hay còn được gọi là dàn nhạc đồi Maran. Nhóm nhạc này gồm các thành viên nữ, được truyền thông Triều Tiên xem như một nỗ lực hiện đại hóa văn hóa của nước này. Ban nhạc Maranbong thường mặc quân phục, biểu diễn trên sân khấu xa hoa, hát quốc ca với nhạc cụ điện tử. Họ đi guốc cao gót và mặc váy ngắn. Đó là những nét văn hóa, những nét ăn mặc thực sự là gây sốc tại Triều Tiên vào thời điểm bấy giờ. Đối với người phụ nữ Triều Tiên, phong cách của những cô gái trong ban nhạc này được coi là biểu tượng của thời trang. Những kiểu tóc duyên dáng, trẻ trung, kiểu váy, kiểu giày cao gót đã trở nên xuất hiện nhiều trên đường phố Bình Nhưỡng, cho thấy Triều Tiên bây giờ đúng là đã khác rồi. Và phu nhân của ông Kim Jong-un cũng được cho là liên quan đến ca nhạc. Một số thông tin nói rằng bà Ri Seo-ju xuất thân trong một gia đình thuộc giới tinh hoa của Triều Tiên. Nhưng cũng có thông tin cho rằng bà lớn lên trong một gia đình bình thường. Bà được đào tạo chuyên nghiệp về ca hát, thậm chí từng biểu diễn trước công chúng. Bà được cho là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng tại Triều Tiên và sau đó đã lọt vào mắt xanh của ông Kim Jong-un. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về việc tại sao ở Triều Tiên người ta lại sợ nhạc Hàn Quốc. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Và bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt